Xin chào mọi người, mình là FatMG và chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để xây dựng một cái máy farm dưa hấu trong Minecraft cũng như là bí ngô. Nếu mọi người thích video này thì hãy like, chia sẻ cho bạn bè của mọi người và subscribe nếu mọi người chưa sub. Và bắt đầu xây dựng thôi. Và mọi người có thể thấy đây là một cái máy farm dưa hấu. Cái thiết kế này được tạo bởi Mumbojumbo. Mình sẽ để link của Mumbojumbo ở bên dưới video, mọi người thích thì vào đấy xem, kênh của mình rất là hay. Và khi mình bấm cái nút này, piston nó sẽ đẩy hết dưa hấu vào trong cái dòng nước này và dòng nước sẽ quấn vào trong cái hòm. Trong này có rất nhiều dưa hấu. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để xây cái máy này. Và đầu tiên thì mọi người lấy bít tông thường đặt thành một hàng như thế này, 6 cái thôi nhá, đừng có hơn 6 cái. Và trên đó đặt một cái bít tông dính và slime block kéo dài hết chỗ này ra. Đằng sau đấy thì mọi người lấy một block bất kỳ và đặt đuốc đã đỏ lên đằng sau. Đặt thì xem mấy cái piston này thì nó phải hoạt động thì mới ổn nhá. Sau đó đặt đá đỏ bên trên. Và ở đằng sau cái piston dính này mọi người đặt một cái half slab. Nhớ là phải đặt ở nửa bên trên của cái block này nhá. Rồi đặt một cái đá đỏ trên đấy. Đằng trước mặt này thì mọi người lấy một đất ra, xây thành hai hàng ở trên này. Rồi chỗ này sẽ để cho dưa hấu mọc. Và ở đằng trước thì mọi người nên chặn lại bằng kính để đến khi piston nó đẩy cái dưa hấu ra thì dưa hấu đỡ bị bay đi mất. Và mình quên mất ở chỗ này mọi người cần phải đặt một dòng nước nữa. Sau đó mới đặt kính lên chắn. Bây giờ mọi người sẽ lấy nước ra đổ vào. Và ở ngay bên dưới mọi người cần đặt một cái hòm với cả một cái hopper chĩa vào cái hòm đó như thế. Và việc còn lại của bạn là chỉ cần thêm một cái chỗ để trồng dưa hấu là xong. Và ở đằng sau này mọi người đặt một cái nút, bấm một phát là nó sẽ đẩy ra. Thế là xong rồi. Đây là cái máy farm dưa hấu. Nếu mọi người muốn nó tự động hoàn toàn hơn ấy, tự động hoàn toàn ấy, thì mọi người có thể lắp một cái hệ thống ở bên nước ngoài, người ta gọi là hopper timer. Không biết dịch sang tiếng Việt là gì, nhưng mà mình sẽ dịch tạm là cái máy hẹn giờ. Đầu tiên mọi người cần xây hai cái hopper chĩa vào mặt nhau như thế này. Đó. Sau đó mọi người lấy một cái redstone comparator này đặt cho nó hướng về bên ngoài như thế. Rồi sau đó đặt một cái block bất kỳ. Rồi đặt đá đỏ lên như thế. Tương tự bên này. Bên trên đó mọi người đặt một cái piston như thế và như thế. Rồi ở bên trong này mọi người sẽ để một cái khối đá đỏ. Bây giờ thì mọi người có thể thả bất kỳ một thứ gì vào trong này. Rồi
Rồi bây giờ mọi người nối cái tín hiệu đá đỏ đằng sau này với cái máy. À, tín hiệu ở đây nó hơi yếu. Thì mọi người cần phải đặt đó, như thế. Và đến khi ấy nó sẽ rút về. Đến khi nó chuyển hết sang bên này nó lại sẽ rút về. Tốt nhất mọi người không nên dùng nếu mọi người không giỏi về đá đỏ. Theo mình thì mình khuyên mọi người nên dùng cái nút, nó đơn giản hơn. Và mọi người có thể trồng bí ngô vào nếu muốn, nó cũng giống hệt với dưa hấu thôi, không khác gì hết. Ok, và đó là cách để làm một cái máy farm dưa hấu trong Minecraft. Nếu mọi người thích video này thì hãy like và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Goodbye.